Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảm bảo kế hoạch tăng trưởng năm 2024, Cục Công nghiệp và Ngũ Lão Nghĩa Dân có 20 dự án được cấp giấy phép đầu tư. Hiệu quả từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại huyện Yên Mỹ. Các hợp tác xã chăn nuôi cả Đông Tảo đảm bảo nguồn hàng dịp Tết. Chăn trở trước dự thảo đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Chương trình được kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Thảo luận tại chương trình, các đại biểu có tham luận chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh cũng như các giải pháp công nghệ số đang triển khai tại doanh nghiệp. Chương trình cũng giới thiệu những kết quả nổi bật và dấu ấn của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ ngành, đoàn thể cũng đối thoại, tọa đàm với các doanh nghiệp và thành viên tiêu biểu Tổ công nghệ số cộng đồng. Tại Hưng Yên, thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cấp đơn vị hành chính Hưng Yên đã ban hành nhiều quyết định thành lập 989 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 6.000 thành viên và hiện đang tiếp tục kiện toàn. Tổ công nghệ số cộng đồng là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn với mục tiêu là đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân. Phát biểu kết luận chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có những lưu ý định hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới. Theo đó, công tác chuyển đổi số cần phải được thực hiện toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương. Các bộ ngành và địa phương phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong triển khai tập trung vào 3 trụ cột chính. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân. Chiều ngày 11 tháng 10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đến hết tháng 9 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 4.480 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 4.460 tỷ đồng, cùng có tỷ lệ tăng 8,7% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong 3 quý, toàn chi nhánh đã giúp gần 23.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 6.000 lao động, giúp gần 3.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 24.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 66 hộ gia đình có nhà ở ổn định cuộc sống, giúp 71 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên ban đại diện, hội đồng quản trị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đối tượng vay vốn thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi bão số 3, giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các thành viên hội đồng tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở để đảm bảo sự an toàn của nguồn vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thực tiễn cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Hưng Yên đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%. Qua 9 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức cũng như ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn đạt mức tăng trưởng trên 8%. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng cả năm vẫn cần sự nỗ lực lớn hơn nữa do vẫn còn không ít yếu tố cản trở đạt tăng trưởng. Trong bối cảnh 9 tháng năm 2024, khu vực dịch vụ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và ngành nông nghiệp suy giảm mạnh do ảnh hưởng của bão lũ, thì khu vực công nghiệp trở thành trụ đỡ chính cho tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,59% so với cùng kỳ năm trước là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, cho thấy sản xuất công nghiệp của Hưng Yên đang có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào cái tăng trưởng đó là cái sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn tỉnh.
riêng cái khu vực này đã đóng góp tới 6,6% trong tổng số tăng trưởng 8,07%, tức là chiếm tới quyết định tới hơn 80% cái tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Một điểm sáng nữa, trong 9 tháng qua, Hưng Yên thu hút được nguồn vốn đầu tư tương đương 1,7 tỷ đô la Mỹ, đạt kế hoạch cả năm, thu ngân sách trên 30.000 tỷ đồng, tăng 25% và đạt 92% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa gần 27.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu nội địa đạt gần 18.000 tỷ đồng, vượt 56% dự toán, cho thấy sự bền vững trong cơ cấu nguồn thu của Hưng Yên ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, khu vực thương mại dịch vụ chỉ tăng trưởng gần 2,6%, đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Con số này của năm 2023 là tăng hơn 16%, đóng góp 3,91 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án đô thị lớn ghi nhận doanh thu giảm. Bên cạnh đó, một số ngành dịch vụ bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên có mức tăng trưởng thấp hoặc âm như vận tải, kho bãi, dịch vụ ăn uống. Đợt bão lũ vừa qua cũng khiến khu vực nông nghiệp giảm tăng trưởng gần 0,7%. Và ảnh hưởng này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong 3 tháng cuối năm, công nghiệp xây dựng được dự báo vẫn tiếp tục đà hồi phục và phát triển, cho dù sẽ chứng lại, đem lại nhiều niềm tin vào mức tăng trưởng GDP trên 8% của cả năm. Tuy nhiên, kỳ vọng vào mức tăng trưởng hai con số như hai năm liên tiếp vừa qua là hết sức khó khăn khi khu vực dịch vụ và nông nghiệp khó có sự khởi sắc. Dự báo trong quý 4 này thì vẫn còn một số cái nhân tố mới và sẽ giữ được cái mức tăng trưởng chung của cái khu vực công nghiệp xây dựng đạt đến mức khoảng trên 11%. Riêng cái lĩnh vực dịch vụ bất động sản thì còn những cái dự báo những cái khó khăn trong cái cuối năm, nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của khu vực dịch vụ và đánh giá chung của khu vực này thì là cái mức tăng trưởng này không thể đạt được cái kế hoạch đề ra. Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 thì quý 4 phải đạt cái mức tăng trưởng là trên 8%. Đối với những vực sản xuất nông nghiệp cần khắc phục hậu quả sau bão lũ, rồi hỗ trợ người dân phục vụ sản xuất, trong sản xuất công nghiệp thì tiếp tục đẩy mạnh cái việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng các cái khu cụm công nghiệp, tập trung thu hút những cái dự án trọng điểm, trọng tâm có cái công nghệ hiện đại, có cái giá trị gia tăng lớn để đóng góp vào cái tăng trưởng của tỉnh. Khu vực xây dựng thì cần đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư công để thúc đẩy các cái công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, đến nay cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có diện tích trên 7 hecta. Dự án được đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2023, cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 96,6%, đã hoàn thành gần 100% khối lượng hạ tầng, có tính kết nối vùng hiện đại an toàn, hệ thống xử lý nước thải theo chuẩn quốc tế với hàng trăm cây xanh bóng mát tạo môi trường thân thiện. Với quy mô của Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có thể chào đón khoảng 70 doanh nghiệp và đầu tư sản xuất. Đến nay đã thu hút 37 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 20 dự án được cấp giấy phép đầu tư. Các dự án đầu tư tập trung trong các lĩnh vực như sản xuất bánh kẹo, gốm, bao bì, cơ khí nhẹ, may mặc, nông sản sạch, thiết bị và linh kiện. Có thể thấy, cụm công nghiệp đang có lợi thế về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng đồng bộ, có sự liên kết dọc giao thông thuận lợi sẽ góp phần không nhỏ vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Nhờ nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý sử dụng đất, quy hoạch dự án, những năm gần đây, huyện Yên Mỹ có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng. Nhờ đó, hạ tầng của địa phương ngày càng khang trang, hiện đại, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Yên Hòa là địa phương có cơ sở hạ tầng yếu và xuống cấp nhất huyện do nhiều năm không được nâng cấp, cải tạo. Vận dụng chủ trương của tỉnh tăng thu từ nguồn lực đất đai lấy kinh phí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Năm 2023, sau khi hoàn thành đấu giá 65 suất đất đợt 1, xã đã trích kinh phí trên 100 tỷ đồng xây dựng 7 công trình gồm ngầm hóa trên 900 mét kênh mương, xây dựng mở rộng 6 km đường giao thông, bao gồm đường liên xã liên thôn, đường trong khu dân cư và lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. Đã xây dựng cái công trình đường xã, trình thủy lợi cho bà con
bây giờ là rất sạch sẽ, đẹp đẽ, và so với những cái năm trước thì thực tế ra mà nói thì bây giờ là tuyệt vời rồi. Cơ chế của Ủy ban dân tỉnh, địa phương mới có cái nguồn kinh phí để làm một số những cái công trình. Thời gian tới địa phương tiếp tục xây dựng nhà văn hóa, cải tạo, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, các cái tuyến đường còn lại. Cũng như xã Yên Hòa, nhờ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, từ năm 2023 đến nay, xã Việt Cường đã dành kinh phí trên 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó 100 tỷ đồng xây dựng trường lớp học, trên 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa 2/3 thôn và 10 km đường giao thông. Các tuyến đường đều được trải asphalt, đổ bê tông rộng từ 5m đến 7,5m hoặc 10m. Địa phương cũng nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân. Về cái công tác giải phóng mặt bằng thì nhân dân là rất đồng thuận, giao các cái đất của mình để cho chủ đầu tư làm các cái hạ tầng để kịp thời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đảm bảo đúng tiến độ. Từ năm 2023 đến nay, huyện Yên Mỹ đã xây dựng hạ tầng 19 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với tổng diện tích 45 hectare. Hiện đã có 12 dự án được tổ chức đấu giá. Nhờ đó, huyện Yên Mỹ đã triển khai đầu tư thi công 47 dự án do huyện làm chủ đầu tư. Các xã thị trấn trong huyện triển khai đầu tư thi công xây dựng 72 dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Có thể khẳng định, chủ trương tăng thu từ nguồn lực đất đai lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của tỉnh đã và đang góp phần thay đổi diện mạo ở các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Do phát huy được tiềm năng thế mạnh trong việc chăn nuôi gà đông tảo cùng với sự chủ động về thị trường tiêu thụ, đa dạng các loại hình sản phẩm, Hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Quai Châu mỗi năm xuất bán lượng sản phẩm lớn với doanh thu cao, thu lãi từ 6 đến 7 tỷ đồng trên năm. Ngoài việc nuôi thả tự nhiên, hơn 1.000 con gà từ 7 đến 10 tháng tuổi của anh Cường ở Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Đông Tảo cũng được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Bởi để đạt được tiêu chuẩn bán ra thị trường làm quà biếu vào những tháng cuối năm, thì những chú gà này không chỉ phải đạt được tiêu chuẩn về cân nặng mà còn cả về chất lượng của thịt gà. Cho ăn theo cái chế độ là cám trộn ủ, bao gồm có cám gạo, cám ngô, khô đậu tương. 1.000 con gà của tôi dự trù nó khoảng độ 4 tấn gà thịt, thì trong đấy có 1 tấn rưỡi gà là tôi sẽ dành riêng ra làm gà to, gà quả biếu. Tổng đàn gà hiện nay của Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo có trên 10.000 con. Dự kiến năm nay, Hợp tác xã sẽ có khoảng 8.000 gà bán thương phẩm và 2.000 gà làm quà biếu với khoảng gần 40 tấn gà. Ngoài ra, Hợp tác xã cũng sẽ sản xuất đa dạng các sản phẩm làm từ gà, đảm bảo cung cấp tại các tỉnh như Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay chúng tôi đã liên kết với 6 trại lớn nhập gà lớn để về làm giò gà Đông Tảo. Sản phẩm chế biến thì dự kiến là với lượng gà ủ muối phục vụ Tết từ khoảng 1.000 đến 1.200 con. Với cái sản phẩm hai loại giò là giò lụa gà Đông Tảo thì dự kiến là từ 3 đến 4 tấn. Và giò xào gà Đông Tảo dự kiến là khoảng 3 tấn. Huyện Khoái Châu có hàng trăm hộ chăn nuôi gà Đông Tảo, trong đó có 4 hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo. Tổng đàn gà toàn huyện phục vụ thị trường Tết hiện có khoảng 300 đến 400 nghìn con cho sản lượng khoảng 900 tấn. Trong đó gà thịt là 300 nghìn con, hàng đặc sản làm quà biếu là trên 10 nghìn con. Hiện tại thì gà của chúng tôi là bây giờ đã đạt 5 đến 6 tháng tuổi rồi. Tết nó sẽ đảm bảo được sản xuất ra thị trường là với chất lượng là nó tốt nhất. Nhiều sản phẩm được làm từ gà đều được xếp hạng OCOP từ 3 sao đến 4 sao, như thịt gà Đông Tảo được xếp hạng 4 sao, sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo và giò xào gà Đông Tảo được xếp hạng 3 sao. Hiện lượng gà cũng như việc chủ động đa dạng các sản phẩm làm từ gà tại huyện Quái Châu đều đảm bảo phục vụ thị trường tiêu thụ dịp cuối năm. Thông thường vào thời điểm này, mọi năm, các diện tích nhãn đã phát triển nhiều lộc thu, tạo tiền đề cho việc ra hoa đậu quả vụ nhãn năm 2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến cho nhiều vườn nhãn chậm phát lộc, hiện các nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tích cực xử lý, chăm sóc, giúp cây nhãn phục hồi, tái tạo bộ rễ và kích thích sinh trưởng để cây phát mầm nhanh. Các chủ vườn cho biết, bão số 3 với sức gió lớn đã khiến các cây nhãn đầu gió bị va đập sắc sơ.
những cây đã ra lộc cũng bị hỏng, thối toàn bộ. Để kịp thời vụ sản xuất, ngay sau khi bị ảnh hưởng úng ngập, các nhà vườn tiến hành khơi thông hệ thống thoát nước, cắt tỉa, vệ sinh vườn, tạo cho cây có bộ tán thông thoáng, giảm khả năng phát sinh sâu bệnh, loại bỏ các cành vô hiệu, cành gầm, cành vượt, cành sâu bệnh. Sau vụ thu hoạch năm 2024, cây nhãn bị thiếu dinh dưỡng nên các nhà vườn tập trung chăm sóc, sử dụng các loại phân bón, phân vi sinh, phân bón qua lá có hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng cao để cây nhanh hồi phục. Cuốc đất xung quanh tán cây trước khi bón để cây nhanh hấp thụ, tăng hiệu quả của phân bón. Công đoạn tỉa tán, bón phân phục hồi cho cây nhãn phải hoàn thành trước tháng 10 âm lịch. Cái hiện tượng bây giờ là nhiều cây là lộc lên rất chậm, với lý do là sau khi bão xong thì lại kèm theo trận mưa rất là lớn, cho nên là hầu hết các vườn là bị ngập. Thì bây giờ là nhiệm vụ là phải kích rễ, thế xong ở trên là phun thuốc để kích mầm, cho ra mầm để cho nó đảm bảo làm sao mà đến cái giai đoạn đông chí là lá mầm của nó vào sang cái giai đoạn bánh tẻ, thì lúc đó là chúng tôi xử lý là rất là hợp. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo quy chế thi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong đó về phương thức xét tuyển, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông có đưa ra hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Về thi tuyển, dự thảo quy định số lượng thi là 3 môn gồm toán, ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Trước thông tin trên đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều học sinh, phụ huynh, nhà trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiểu ý nghĩa mong muốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đưa ra dự thảo bốc thăm một môn ngẫu nhiên nhằm tạo ra kỳ thi vào lớp 10 mang tính công bằng, tạo cho học sinh thói quen học đều các môn thay vì chỉ tập trung toán, văn hay Anh. Cũng giống như bao phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, trong thời gian này luôn tạo tâm lý thoải mái cho con, động viên con mình phải học đều các môn để hoàn thành tốt kỳ thi cấp 3 sắp tới. Chủ trương của bộ là bốc thăm môn thứ ba. Việc như thế thì sẽ có cái ưu điểm cho các cháu là sẽ học đồng đều với các môn, sẽ không bị học nghịch, học tủ cái môn nào đấy. Bộ đưa ra cái dự thảo là thi toán, văn và một môn bốc thăm. Nhà trường cũng đã triển khai, để đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, các phụ huynh và các học sinh rất là tán thành. Bên cạnh đó, có nhiều học sinh, phụ huynh có con đang học trung học cơ sở, giáo viên cũng lo lắng, khiến học sinh bị áp lực tâm lý, phải ôn thi quá tải trong thời gian dài, cũng như thời điểm công bố môn bốc thăm muộn. Đồng thời, phụ huynh có những mong muốn khi biết phương án thi tuyển vào lớp 10 tại dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản thân cháu nghĩ rằng cái dự thảo này sẽ đảm bảo tính khách quan khi mà môn thứ 3 được bốc thăm ngẫu nhiên. Nhưng mà bản thân cháu cũng rất là lo lắng khi mà chưa biết trước được là môn thứ 3 sẽ bốc phải môn gì, cũng phần nào tạo một số áp lực cho chúng cháu. Nếu dự thảo đấy được thông qua, rất mong mà bộ sẽ tổ chức bốc thăm được thời gian là thật là sớm, để cho các con có một hướng là định hướng để ôn thi và học tập để có một kỳ thi thật là tốt. Những cái môn mà chờ bốc thăm ấy thì giáo viên dạy và học sinh học ấy sẽ nghiêm túc từ đầu năm cho đến cuối năm và học sinh sẽ học đều các môn hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến các sở để sửa đổi quy chế thi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Về thi tuyển, phương án đưa ra lấy ý kiến của các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo là sẽ tổ chức thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và một môn thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Môn thi được bốc thăm phải công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi tuyển lớp 10 trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay, tại một số địa phương trong tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng một số đối tượng đổ trộm bùn thải, phế thải xây dựng trên diện tích đất công ích, đất nông nghiệp, hành lang giao thông và thủy lợi. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại các xã Tân Tiến, Vĩnh Phúc, Cửu Cao, huyện Văn Tang, xã Minh Châu, Đồng Than, Tài Phạm, huyện Yên Bí. Cụ thể như các tuyến đường gom phía đông, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ngã ba nút giao giữa đường Phó Đức Chính với đường Lê Văn Lương trên địa bàn xã Tân Tiến, đường 379 qua xã Cửu Cao, đường 381 qua địa bàn các xã Đồng Than, Tài Phạm, hành lang sông Kim Sơn, giáp danh giữa xã Vĩnh Phúc với xã Đồng Than.
Địa điểm đổ trộm không chỉ trên các tuyến đường, khu đất công vắng vẻ, xa khu dân cư, mà một số chủ bãi vật liệu xây dựng còn tập kết bùn thải, phế thải tương tự ngay trong khu vực đông dân cư và dùng nó để bán lại cho những hộ dân có nhu cầu dùng vật liệu trên để san lấp ao hồ. Việc đổ trộm bùn thải, phế thải sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến thổ nhưỡng. Điều đáng nói, các loại phế thải xây dựng đổ ra môi trường tại các địa phương còn lẫn lộn cả rác thải sinh hoạt. Còn bùn thải là bùn thải nhồi cọc, theo quy định là phải mang đi tập kết và xử lý đúng quy trình trước khi đổ ra môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.